Chào các em, trong bài học ngày hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em về định dạng ngày trong Java Thì chúng ta sẽ định dạng ngày theo cái định dạng chúng ta mong muốn như là ngày tháng năm hay là năm tháng ngày tùy chúng ta Thì để cụ thể cách sử dụng như thế nào thì cùng anh đi vào trong code Thì à, trong project Java nâng cao của anh, trong package com, trong trung tâm Java chấm định dạng Anh sẽ tạo một cái class mới ở đây Anh đặt tên là định dạng ngày Và anh cũng tạo một hàm main mặc định Bên trong cái hàm main này, anh uh, sẽ dùng là định dạng ngày anh sẽ dùng cái class tức là simple date format các em nhớ là thư viện là java tech thì ở đây các em tạo một đối tượng bằng new simple date format thì ở đây chúng ta cũng phải chuyển vào một cái pattern pattern nghĩa là như thế nào trong bài học trước chúng ta định dạng về số đúng không thì các em khai báo một cái pattern thì pattern trong java là kiểu định dạng chúng ta mong muốn thì đối với ngày các em ký hiệu là dd đúng không? DD tức là ngày. Cái đó các em gạch ngang, dùng dấu gạch ngang để phân cách hàng ngày thì các em dùng dấu gạch ngang. Ở đây, M, M các em viết hoa hai chữ M là tháng. Và ở đây là Y tức là năm là bốn số đúng không? Thì ở đây các em sẽ chuyển cái button vào trong cái symbol date format này. Và các em có thể switch to mail ra bằng cách là date format này. Chấm format này, các em truyền vào đây là new date đúng không? New date lấy ngày hiện tại, anh đã dạy được bài học Java cơ bản rồi ở đây cái date thuộc ra Java Util thì các em phải import thư viện vào các em chạy lại chương trình các em sẽ thấy nó sẽ in ra cho anh định dạng ngày là 240107 đúng không? Tương tự các em có thể ở đây các em dùng cái chéo để định dạng ngày thì các em chỉ việc là chuyển dấu gạch chéo thôi. Như vậy đã chuyển thành 2401 và 07 đúng không? Thậm chí các em có thể dùng dấu chấm ở đây các em để phân cách ngày cũng được. Anh ra dụ như thế này. Các em chạy lại chương trình nó ra dấu chấm đúng không? Như vậy các em ghi nhớ cho anh. Đối với kiểu ngày trong Java các em để cho anh là DD tức là ngày là hai số. MM tức là đại diện cho tháng và II tức là đại diện cho năm. Ngoài ra trong Java có rất nhiều kiểu pattern ở đây, các em có thể để ngang hay chéo để mà phân cách ngày tháng năm. Ngoài ra các em có thể để kiểu pattern hai như thế này, anh giúp anh khai báo thêm một pattern nữa, anh đặt tên là pattern 2 ở đây. Anh để kiểu định dạng là chắc là ngày này, MM này, đúng không? năm này, y này. ở đây để thay đại diện cho ngày các em dùng là h hh và mm giờ phút và các em để ss là giây thì các em chạy lại chương trình này các em sẽ thấy. Anh thật dụ ở đây anh sẽ thay button bằng button 2 đúng không? Anh đã chạy lại chương trình các em thấy như vậy nó in ra đây anh là ngày này, tháng này và giờ đúng không? Như vậy thì định dạng thì các em để giờ giờ là hh phút là mm là đó là minute trong tiếng anh và dây để là SS. Ngoài ra các em có thể định dạng 24 giờ hoặc là 12 giờ các em để A đây. Thì các em sẽ thấy là nó hiện tên AM hay là PM. AM tức là buổi sáng đúng không? Ngoài ra các em có thể format ngày theo kiểu locale. Thì anh sẽ truyền thêm một cái locale ở đây nữa. Các em có thể new locale. Theo quốc gia chẳng hạn ở đây anh Việt Nam anh để là VI. Và đây anh để là VN, mã quốc gia. Đúng không? Anh sẽ chạy lại chương trình này các em thấy. Ở đây nó sẽ in ra định dạng chạy cho anh là SA thay cho AM đúng không? Ngoài ra trong Java thì có một cái định dạng ngày khác anh giả dụ như thế này. Các em để là pattern 3 đúng không? Và đây, các em muốn thể hiện là ngày thì ví dụ hôm nay là thứ 3 chẳng hạn các em để là e, e, đúng không? Và các em lại để là m m m, như thế này. Giả dụ như là ngày phải, đúng không? tháng. Các em để là năm chẳng hạn. Tháng 5 thì em để như thế này. Anh chạy lại chương trình này, anh sẽ dùng pattern ba ở đây. Thì em sẽ thấy luôn. Kết quả in ra anh là thứ ba tháng 1 năm 2017 và lúc này là 10 giờ 55 phút sáng đúng không? Thì các em chú ý cho anh. E, e, e ở đây có năm ký tự E đại diện cho cái cái thứ trong một tuần đó. Cũng như là năm chữ M để thể hiện là cái tháng bằng chữ ở đây là tháng 1. Và chúng ta kết hợp với locale ở đây để in ra cái định dạng thời tiếng Việt Nam. Nếu các em không có locale ở đây các em sẽ thấy là nó sẽ định dạng theo tiếng Mỹ đúng không? Các em chạy lại chương trình các em sẽ thấy ở đây nó sẽ ra Tuesday January đúng không? Nếu anh để vào locale đây nó chuyển sang tiếng Việt cho anh là thứ ba tháng 1 2017. Vì vậy các em ghi nhớ cho anh là DD tức là đại diện cho ngày và MM đại diện cho tháng và năm chữ M ở đây thì đại diện cho là tháng ở dạng chữ và năm chữ E ở đây đại diện cho thứ trong tuần và bốn chữ Y đại diện cho năm. Thì ngoài ra các em có thể để đây cho anh là ví dụ hôm nay là ngày đó không? Các em để DD và ngang ở đây là tháng thì anh chạy lại chương trình này các em sẽ thấy nó in ra cho anh 24 tháng 1 đúng không như vậy các em có thể format ngày theo định dạng các em mong muốn thì uh, ở đây các em có thể format ngày theo kiểu là anh giả dụ anh sẽ tạo một cái chính button 4 ở đây button 4 của anh anh sẽ để là dd mm và y đúng không thì anh sẽ dùng button 4 đây thì các em sẽ thấy nó sẽ in ra cho anh là 1, 17 đó. Như vậy các em thấy là để hai chữ y nó in ra hai ký tự trong năm. Ở đây anh để bốn chữ y in ra bốn ký tự trong năm. Thế trong bài học ngày hôm nay các em đã biết về định dạng ngày rồi. Các em dùng là symbol date format và cùng với pattern và kết hợp với locale nữa các em có thể in ra định dạng ngày theo đất nước, theo quốc gia. Cũng như các em ghi nhớ cho anh DD là đại diện cho ngày, MM là cho tháng và năm chữ M thì hiện tháng ở dạng chữ. Năm chữ E đại diện cho thứ trong tuần. Y tức là năm theo bốn ký tự và y ngắn ở đây là Y hai chữ Y ở đây đại diện cho hai ký tự cuối cùng của năm. Cũng giờ giờ các em dùng HH và MM đại diện cho phút. Ngoài ra SS đại diện cho giây và A ở đây đại diện cho 24 giờ hoặc là 12 giờ. Như vậy trong bài học hôm nay các em đã biết về định dạng ngày rồi. Trong bài học tiếp theo anh sẽ hướng dẫn các em về việc con convert ngày, tức là chuyển đổi định dạng từ string sang ngày trong Java như thế nào. Thì hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.